mại dâm theo hợp đồng có sự tham gia của cả người mẫu, diễn viên, sinh viên. Hoạt động mại dâm tại nơi công cộng có xu hướng giảm mạnh thay bằng nhiều phương thức kín đáo khác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tình hình tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất và phương thức hoạt động. Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay trên cả nước ước tính có 7.504 người bán dâm. Trong đó, số người bán dâm được các cơ quan chức năng thống kê qua xử lý vi phạm hành chính, hỗ trợ xã hội, y tế là 2.116 người. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều do tính di biến động, phức tạp, trá hình của hoạt động mại dâm. Hoạt động mại dâm tại nơi công cộng có xu hướng giảm mạnh thay bằng nhiều phương thức hoạt động kín đáo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tình trạng mại dâm trá hình núp bóng trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi, nhất là các khu du lịch, nghỉ dưỡng, resort, có sự đan xen giữa tổ chức mua bán dâm và sử dụng trái phép các chất ma túy. Mại dâm biến tướng theo hợp đồng, đường dây gái gọi diễn ra tinh vi, kín đáo, hoạt động liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài với nhiều hình thức như núp dưới danh nghĩa thuê người yêu, tour du lịch trong nước để tổ chức hoạt động mua bán dâm, có sự tham gia của học sinh, sinh viên, người mẫu, diễn viên. Mại dâm nam, mại dâm đồng tính nam xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm. Đã xuất hiện đường dây bán dâm do người nước ngoài tổ chức, gái bán dâm là người nước ngoài. Các đối tượng lợi dụng mạng Internet, ứng dụng công nghệ cao, thông qua các trang mạng xã hội, diễn đàn, nhóm kín để đăng tải thông tin, hình ảnh giới thiệu, tiếp thị, thỏa thuận mua bán dâm. Trong đó xuất hiện các thủ đoạn mới như thanh toán bằng tiền ảo, các hình thức trung gian thanh toán hoặc tài khoản ngân hàng không chính chủ, nạp tiền qua các đại lý game online. Cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, toàn quốc hiện có 90.130 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, giảm 36.753 cơ sở so với cùng kỳ năm 2022, với tổng số nhân viên là 133.902 người, trong đó 24.345 cơ sở lưu trú, 13.720 cơ sở karaoke và massage, 188 vũ trường, 21.894 các loại hình khác cắt tóc, gội đầu, nhà hàng ăn uống, cơ sở spa. Hoạt động mại dâm trá hình trong các cơ sở dịch vụ này vẫn khó kiểm soát, đặc biệt trong các khách sạn lớn, các cơ sở kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài, vũ trường, quán bar, cơ sở dịch vụ karaoke, massage. Hiện tại, cả nước tồn tại 283 tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm. Các vụ việc về mại dâm vẫn tập trung chủ yếu ở một số tỉnh, thành phố lớn và một số địa phương có các khu du lịch, khu công nghiệp như Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk,